Sau ngày ông công ông táo, hai tuổi này cực đỏ, tiền tỷ cầm tay, giàu có hết phần thiên hạ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, năm 2020 là một năm đại hạn của toàn thế giới và người dân Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến ngành kinh tế bị trì trệ, nhiều ngành sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Sau khi dịch bệnh tạm lắng, thì thiên tai, bão lũ kéo về khiến khó khăn chồng chất khó khăn, khổ cực trăm bề. Những ngày tháng cận kề Tết Nguyên đán tới đây chắc hẳn là những nỗi lo của rất nhiều gia đình, làm sao để đón một năm mới bình an và sung túc hơn. Thế nhưng không phải ai mong cầu cũng được may mắn. Thời điểm sắp Tết sắp tới, theo tử vi học có dự báo, duy nhất có hai con giáp sau ngày ông công ông táo được vượng vận quý nhân ban cho cơ hội đổi vận phát tài. Vậy hai con giáp may mắn này là hai con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Trải qua những ngày tháng khó khăn của những tháng đầu năm 2020, có một số con giáp nhưng tưởng sẽ chẳng thể nào có cơ hội đổi đời, đổi vận. Thế nhưng người xưa vẫn nói rằng 30 chưa phải là Tết, vì thế cho dù còn một tia hy vọng thì quý vị đừng bao giờ bỏ cuộc. Thời điểm sau ngày ông công, ông táo sắp tới, cơ hội may mắn duy nhất dành cho hai con giáp sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên xin được chúc mừng tuổi Thân. Theo nhiều nhà tử vi học cho biết, năm 2020 sẽ đánh dấu một năm vô cùng rực rỡ đối với tuổi Thân. Dù những người tuổi Thân thường không có quá nhiều tham vọng, nhưng thần tài lại nhắm trúng những chú khỉ vàng, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Đặc biệt, từ Tết ông công, ông táo, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, vận tài lộc của người tuổi Thân lại càng phất lên, chẳng cần làm quá nhiều mà lộc vào vẫn đều, tiền bạc cứ rủng rỉnh, trong đó có nhiều món tiền ngoài mong đợi của chủ nhân. Nhìn chung, những chú khỉ cuối năm nay chỉ cần làm tốt công việc của mình, không lo chuyện bao đồng thì sẽ nhận thành quả tốt đẹp. Xem tử vi năm 2020, sau ngày ông công, ông táo, những chú khỉ vẫn có thể giành lại được phần thắng cho mình trên chặng đường tìm kiếm tài lộc. Bản mệnh hãy làm hết sức của mình, có thể đừng bỏ qua kẻo cơ hội may mắn cuối năm này. Hai vận may lớn nhất đối với người tuổi Thân sau ngày ông công, ông táo đó là vận sự nghiệp và sức khỏe. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sau ngày ông công, ông táo, nguồn thu tăng vượt trội sẽ tạo thêm động lực cho người tuổi Thân phấn đấu. Khối lượng công việc nhiều, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện. Vì thế bạn luôn trong trạng thái phát chân lên cổ để làm việc mà không còn thảnh thơi như trước. Và tất nhiên, ai cũng biết chủ động nắm bắt được cơ hội, có sức chịu đựng bền bỉ, người đó sẽ có được thành công như mong muốn. Sự xuất hiện của chính quan mang tới những hỗ trợ cần thiết trong công việc của tuổi Thân trong tháng này. Vận quý nhân không đến nỗi tệ, quan trọng bạn có tinh tế để nhận biết ra đó là ai mà có thể nhờ cậy hay không. Bên cạnh đó, bạn đừng thấy bước đầu thành công mà dừng lại, bởi bạn sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để có thể lấy đà, tiến triển như lúc này. Chẳng những người làm công ăn lương mà với những người làm kinh doanh cũng sẽ có được nguồn thu nhập thăng tiến. Thời gian này có nhiều việc cần phải chi tiêu, nhưng với mức thu nhập của mình thì bản mệnh hoàn toàn có thể tiêu xài như ý muốn. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà tiêu xài lãng phí quá mức. Tết chỉ có vài ngày mà lại dùng số tiền bằng thu nhập mấy tháng liền để mua đồ cho mấy ngày. Hãy nhớ, mình đang kiếm tiền vất vả như thế nào. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an.
Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về phương diện sức khỏe. Trong những ngày cuối cùng của năm Canh Tý, sức khỏe của người tuổi Thân khá tốt. Con giáp này không có nhiều nỗi lo nên thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần và cả thể chất sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, thời tiết cuối năm nóng lạnh thất thường, cần lưu ý trang phục để giữ ấm cho mình, tránh để bị ốm do thời tiết. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý ăn uống điều độ, nếu không sẽ khiến các chứng bệnh về tiêu hóa tái phát, nhất là bệnh đau dạ dày. Vì vậy, bạn hãy tiết chế các nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể, đảm bảo duy trì cân nặng, bình ổn, không bị tăng đột biến. Ngoài những mặt may mắn như sự nghiệp hay sức khỏe, bản mệnh tuổi Thân cần lưu ý về mặt tài lộc của mình. Bản mệnh cần tiết chế mua sắm giảm giá cuối năm, nên hạn chế những món đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại bay ra ngoài. Người kinh doanh buôn bán sẽ có thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng sùng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời, bản mệnh yên tâm đón Tết cùng với gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy dư dôi. Nhưng hãy lưu ý, nếu như không lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, bản mệnh có thể rơi vào tình cảnh rỗng túi đón Tết. Để tăng cường cát khí thì người tuổi Thân nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Địa, Nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, vận hạn và mang lại bình an, sức khỏe. Quý vị thân mến, con giáp may mắn thứ hai là tuổi Tuất. Bản mệnh trong thời gian cuối năm bất ngờ trùng lớn. Không kém tuổi Thân, những ai tuổi Tuất năm nay cũng được cho là những người gặt hái được nhiều thành công trong năm này. Tử vi cho biết, từ sau ngày 23 âm lịch tháng Chạp, những vận may sẽ đến với những người này theo một cách vô cùng bất ngờ. Từ khi sinh ra, những người tuổi Tuất thường được cho là có bản tính thật thà, chịu thương, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao. Vì thế, họ thường được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tin tưởng, cộng với việc biết tính toán chi tiêu và đầu óc làm ăn. Nhân dịp cuối năm sẽ là thời cơ tuổi Tuất đổi đời, thời điểm sau ngày ông Công, ông Táo, tuổi Tuất có vận may về cả sự nghiệp, tài lộc cho đến tình duyên đều vô cùng hanh thông thuận lợi. Thứ nhất, xét phương diện sự nghiệp. Thời điểm sau ngày ông Công, ông Táo, nguyên lệnh đất dưỡng cho thấy sự tự tin và độc lập của người tuổi Tuất. Bản mệnh biết năng lực của mình đến đâu, biết được mình có thể xử lý được những vấn đề trước mắt nên mới nhận lời làm việc. Dù trong bất kỳ tình huống nào, nhưng chú chó cũng giữ cho mình sáng suốt và minh mẫn để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Bạn chăm chỉ làm việc tự dựa vào chính bản thân mình chứ chẳng hề nhờ cậy ai. Những nỗ lực của bản mệnh rồi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cấp trên có thể khen thưởng bạn để động viên. Ngoài ra, tử vi của tuổi Tuất năm 2020 còn cho thấy người làm ăn kinh doanh cần dám nghĩ, dám làm. Đừng để cơ hội vượt qua chỉ vì chần chừ do dự thời cơ để kiếm tiền sẽ không có nhiều. Hơn nữa, cuối năm nay còn là thời cơ cực tốt để đẩy mạnh nguồn doanh thu. Chỉ khi bạn chiến thắng nỗi sợ hãi của chính bản thân mình thì mới có thể chiến thắng được người khác. Tài lộc đang ở phía trước vẫy gọi, hãy lấy đó là động lực cho mình tiến về phía trước. Để sự nghiệp được phát triển một cách hành thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Thứ hai, về phương diện tài vận. Tài lộc sẽ đến đầy ắp, có thể lương lậu, thưởng Tết đợt này gấp 5, gấp 3 lần thường. Tết không phải lo chuyện tiền bạc. Ngoài tiền lương, bản mệnh còn nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Có thể trong thời gian tới, bạn còn có cơ hội phát triển tốt hơn. Những khoản tiền thưởng không quá lớn nhưng lại là động lực để bạn tiến bước và đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai. Mức thu nhập lý tưởng của bạn có thể sẽ khiến người trầm trồ và ngưỡng mộ. Gỡ bỏ hết những khó khăn trở ngại trước đó, bằng bằng tiến bước, đạt được thành quả rực rỡ, thu nhập tăng tiến rõ ràng. Dễ dàng nhận thấy những gì bạn có được hoàn toàn là nhờ tài năng và kinh nghiệm của mình. Tuy có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng tuổi Tuất không để mình bị tụt lại mà luôn cố gắng nỗ lực để mình vươn lên vị trí đầu tiên. Những giọt mồ hôi nước mắt của bản mệnh được đổi lại bằng thành quả rực rỡ, tài lộc hanh thông, thuận lợi, bản mệnh có thể yên tâm để đón Tết về. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển,
tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hận và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh trong năm Tân Sửu. Thứ ba, may mắn về phương diện tình duyên. Trong thời điểm này có thái âm trợ mệnh, người độc thân vẫn có nhiều cơ hội để tìm kiếm tình yêu, vận đào hoa phơi phới. Với những dịp tụ tập đông người như liên hoan, tân niên cuối năm, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp với mình. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội, đừng chờ đợi người khác trao duyên tới tận tay mình. Ngoài ra, cần phải chủ động và mạnh mẽ trong những quyết định và hành động của mình. Bạn có thể sẽ vấp phải sự phản đối trái chiều, nhưng đừng vì thế mà lùi bước, điều đó chỉ khiến bạn hối hận sau này. Bên cạnh những may mắn về sự nghiệp, tài lộc thì tuổi Tuất cần chú ý chăm sóc sức khỏe của mình. Thời tiết khô lạnh sẽ mang các bệnh về hô hấp. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tuất hay sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.